hướng dẫn học chương trình đào tạo cơ bản trực tuyến. Sau khi đăng ký thành công, nhà phân phối sẽ nhận được tin nhắn từ Amway Việt Nam. Bước 1. Truy cập vào website chính thức của Amway Việt Nam. Bước 2. Nhà phân phối nhấp chọn mục chương trình đào tạo cơ bản. Bước 3. Nhà phân phối đăng nhập bằng tài khoản được gửi qua tin nhắn điện thoại, gồm tên đăng nhập, mật khẩu và số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của nhà phân phối. Bước 4. Tham gia chương trình đào tạo cơ bản của Amway gồm 5 chủ đề. Nhà phân phối có thể học các chủ đề theo thứ tự tùy thích. Xin chào, tôi muốn trở thành nhà phân phối của Amway, nhưng việc hợp tác kinh doanh cùng Amway là như thế nào? Sau khi nghe lời bài giảng mỗi trang, nhà phân phối nhấp chuột các nút tới để qua trang tiếp theo, hoặc nhấp nút lùi để quay trở lại trang trước đó. Trong quá trình học, có thể tương tác với đào tạo viên thông qua cửa sổ hội thoại. Bước 5. Sau khi hoàn thành 5 chủ đề, hệ thống sẽ xuất hiện nút kiểm tra. Nhà phân phối chọn nút kiểm tra để tiến hành làm bài kiểm tra. Bài kiểm tra gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 40 phút. Bài kiểm tra được hệ thống chấm theo thang điểm 10. Nhà phân phối được xem vượt qua bài kiểm tra khi đạt 7 điểm trở lên. Sau khi hoàn thành khóa học và vượt qua bài kiểm tra, màn hình chúc mừng sẽ xuất hiện cùng số điểm của bài kiểm tra. Nhà phân phối tiến hành ký mẫu số 13 theo quy định, sau đó nộp cho Amway để được cấp thẻ thành viên và chứng chỉ đào tạo cơ bản. Bây giờ, nhà phân phối có thể bắt đầu hoạt động mua hàng, bán hàng và tuyển dụng. Chúc anh chị nhà phân phối thành công!